Thưa quý vị, sáng nay Ban tổ chức Thành ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Đến dự có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng, Nguyễn Văn Quảng. Trong năm 2022, ngành tổ chức xây dựng Đảng thành phố đã phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao. Nỗ bật là chủ động tham mưu cho cấp ủy, triển khai thực hiện, đảm bảo tiến độ, chất lượng các chương trình, kế hoạch công tác năm 2022, góp phần cụ thể hóa và tổ chức thực hiện hiệu quả nghị quyết đại hội 13 của đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ thành phố khóa 22. Năm 2023, ban tổ chức thành ủy xác định phương hướng nhiệm vụ giải pháp trọng tâm là tham mưu ban thường vụ thành ủy thực hiện đồng bộ chặt chẽ các khâu trong công tác các bộ triển khai hiệu quả các giải pháp củng cố xây dựng tổ chức đảng và quản lý phát triển đảng viên thực hiện công tác thẩm tra xác minh thẩm định tiêu chuẩn chính trị cán bộ đảng viên theo phân cấp tham mưu ban thường vụ thành ủy xây dựng hoàn thiện triển khai các quy định quy chế về công tác bảo vệ chính trị nội bộ cũng tại hội nghị, ban chỉ đạo giải búa liềm vàng thành phố đà nẵng năm 2022 đã tổ chức tổng kết và trao giải cho các tác phẩm xuất sắc. Theo đó, giải báo chí về xây dựng đảng, giải búa liềm vàng thành phố năm 2022 tiếp tục được triển khai tốt trên địa bàn thành phố, nhận được sự hưởng ứng tham gia của 11 đơn vị với 72 tác phẩm dự thi thuộc các loại hình báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình. Qua xét chọn. Ban tổ chức giải đã gửi 57 tác phẩm dự thi giải búa liềm vàng toàn quốc năm 2022, đồng thời trao giải 15 tác phẩm xuất sắc, gồm 2 giải A, 3 giải B, 4 giải C, 6 giải khuyến khích và trao 2 giải cho tập thể xuất sắc. Trong đó, Đài Phát Thanh Truyền Đà Nẵng có 1 giải A, 2 giải C, 3 giải khuyến khích và 1 giải tập thể xuất sắc.